Chào mừng bạn đến với Thư viện Online của Hành Trình Kim Cương. Bạn thân mến, tiến sĩ John C. Maxwell là một trong 25 tác giả nổi tiếng nhất trên Amazon. Sách của ông đều được đánh giá cao và có tên trong danh sách bán chạy nhất trên các tạp chí uy tín như New York Times, Business Week. Trong tuyển tập 101 điều nhà lãnh đạo cần biết, tác giả sẽ tiết lộ với bạn những bí mật về nghệ thuật lãnh đạo. Bộ sách gồm 8 cuốn, tương ứng với 8 chủ đề và kỹ năng khác nhau. Trong video này, Hành Trình Kim Cương mời bạn tiếp tục khám phá nội dung của cuốn sách với chủ đề Lãnh đạo. 5 câu chuyện tưởng tượng về lãnh đạo. Đầu tiên, tưởng tượng về quản lý. Lãnh đạo và quản lý không hề giống nhau như chúng ta vẫn lầm tưởng. Lãnh đạo thuyết phục người khác đi theo mình, còn quản lý tập trung vào hệ thống, quy trình. Kết quả, quản lý chỉ có thể duy trì hoạt động ổn định của tổ chức, trong khi lãnh đạo sẽ phát triển tổ chức theo hướng thay đổi tích cực. Thứ hai, tưởng tượng về chủ doanh nghiệp. Cũng có nhiều người ngộ nhận, lãnh đạo là cá nhân chủ chốt trong các doanh nghiệp, tổ chức như giám đốc, chủ tịch. Nhưng sự thật, nhà lãnh đạo đích thực luôn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm, ông chủ và lãnh đạo. Thứ ba, tưởng tượng về kiến thức. Chỉ số IQ không nhất thiết là thước đo khả năng lãnh đạo. Bằng chứng là một số người tuy có năng lực tư duy cao, vượt ra ngoài mọi biểu đồ như nhà khoa học, triết học vẫn có khả năng làm lãnh đạo thấp đến nỗi chẳng đáng được ghi vào biểu đồ. Thứ tư, tưởng tượng về vị trí. Không phải vị trí làm nên lãnh đạo mà chính lãnh đạo làm nên vị trí, vẫn duy trì tầm ảnh hưởng ngay cả khi đánh mất chức danh, quyền lực, đó mới là nhà lãnh đạo đúng nghĩa. Thứ năm, tưởng tượng về người đi tiên phong. Người dẫn đầu chỉ có thể trở thành lãnh đạo khi anh ấy tập hợp được những người tình nguyện đi sau và hành động theo tầm nhìn của mình. Tiếp đến là phẩm chất nhà lãnh đạo. Đầu tiên là tính kỷ luật. Mọi cuộc hành trình xa xôi vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân. Vậy nên người đầu tiên bạn lãnh đạo không ai khác chính là bản thân bạn. Tác giả muốn nhấn mạnh, muốn trở thành lãnh đạo phải tự đưa mình vào kỷ luật. Nếu cứ trì hoãn bằng cách tự thỏa hiệp hoặc ngụy biện cho lỗi lầm, giấc mơ trở thành lãnh đạo của bạn sẽ mãi là hư cấu. Thứ hai, lập mục tiêu ưu tiên. Vấn đề không nằm ở chỗ nhà lãnh đạo làm việc chăm chỉ như thế nào, mà họ làm việc linh động ra sao. Họ luôn biết cách lập kế hoạch ưu tiên, nắm rõ việc cấp bách và không cấp bách, người sẽ gặp và phải gặp, phương án tốt và tốt nhất. Theo John C. Maxwell, công cụ hữu ích nhất để xác định mục tiêu ưu tiên là nguyên tắc Pareto, nguyên tắc 20/80. 20% của các vấn đề ưu tiên sẽ mang lại 80% năng suất. Thứ ba là sự tin tưởng. Đây là tài sản quý giá nhất của một lãnh đạo. Nếu sự tín nhiệm bị phá vỡ thì khả năng lãnh đạo sẽ trở nên bất khả thi. Thứ tư, có tầm nhìn. Giữa những năm 1950, anh em nhà McDonald kiếm được doanh thu cách xù từ ý tưởng quán ăn nhỏ phục vụ thức ăn nhanh. Đến năm 1952, họ bắt tay vào việc nhượng quyền thương hiệu và rồi thất bại thê thảm. Tình hình chỉ sáng sủa hơn khi họ tìm đến Ray Kroc. Kroc đã thu mua độc quyền McDonald và biến nó trở thành thương hiệu có mặt trên toàn thế giới. Điểm khác biệt rõ nhất ở đây là Kroc không tìm cách bán ý tưởng kinh doanh mà tập trung vào mục tiêu khác lớn lao hơn. Một nhà lãnh đạo thực thụ sẽ giống như Kroc, luôn nhìn xa hơn những gì người khác có thể thấy. Một vấn đề nữa, lãnh đạo đi đôi với mở rộng ảnh hưởng. John C. Maxwell cho rằng, ngay cả những nhà lãnh đạo tầm cỡ nhất cũng không ngừng gia tăng tầm ảnh hưởng. Lộ trình nâng cao sự ảnh hưởng được thực hiện theo 5 cấp độ sau. Cấp độ 1, mọi người đi theo bạn vì họ phải làm vậy. Họ chỉ làm vậy với thái độ phục tùng, chứ không dành cho bạn bất kỳ cam kết nào. Cấp độ 2, mọi người đi theo vì họ muốn. Ở cấp độ này, bạn cần làm chủ các mối quan hệ bằng sự thấu hiểu và quan tâm chân thành của mình. Lãnh đạo bắt đầu từ trái tim, chứ không phải cái đầu. Cấp độ 3, mọi người đi theo vì những gì bạn đã làm cho tổ chức. Khi họ nhìn thấy những kết quả khả quan xuất hiện, lợi nhuận tăng lên, khó khăn được giải quyết. Cấp độ 4, mọi người đi theo vì những gì bạn làm cho họ. Nếu như ở cấp độ 2, nhân viên yêu quý bạn, cấp độ 3, nhân viên ngưỡng mộ bạn, thì đến cấp độ 4 này, họ sẽ trao cho bạn lòng trung thành. Cấp độ 5, mọi người đi theo bạn vì chính bản thân bạn. Khi bạn vượt qua tổ chức của mình và chứng tỏ được năng lực lãnh đạo suốt cả cuộc đời. Tác giả thừa nhận, ông vẫn đang cố gắng mỗi ngày để có thể vươn đến đỉnh cao nhất này.
mở công ty khởi nghiệp, tạo thu nhập cho hàng trăm hàng nghìn người, hay đơn giản chỉ là kết hôn, sinh con và nuôi dạy chúng trưởng thành. Dẫu cho giấc mơ của bạn bình dị hay lớn lao, thì nâng cao khả năng lãnh đạo chưa bao giờ là việc làm vô nghĩa. Đó cũng là lý do cuốn sách này được gửi trao đến bạn từ tiến sĩ John C. Maxwell, một chuyên gia không ngừng theo đuổi đam mê phát triển con người. Bản quyền tóm tắt sách thuộc tập đoàn Hành Trình Kim Cương.